Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị các bạn sản phẩm máy cân mực laser hay còn gọi là máy đánh thăng bằng laser hay bắn cốt laser với thương hiệu máy Shimizu của Nhật Bản. Đấy. Trong máy thì bao gồm một thân máy này, kính bảo vệ này, một adapter sạc này, một dây để móc vào trong cái cây này, cái vỏ cốt này để sau bạn di chuyển đi. Trong máy còn đi kèm theo 3 pin 3A, loại pin con thỏ thông thường là pin 2A. A 1,5V. Tôi hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng. Đầu tiên thì với máy thì bạn nhìn thấy đằng sau có một cái hộp đựng pin, lắp pin ở đây, bạn cậy chốt, kéo vào trong lòng và mở ra. Tất cả các pin thì bạn hình dung là pin thì có chiều âm và dương thì bạn quay tất cả các chiều dương, mũi tên lên trên. Sau khi xong thì bạn lắp lại. Tôi hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng cái máy này thì rất đơn giản. Đây là công tắc nguồn. Có một công tắc nút nguồn, mở nguồn và cũng chính là khóa quả cân bằng trong này. Và đây là có 3 cái nút để sử dụng. H là sử dụng tia ngang, V là sử dụng tia đứng và outdoor là để dùng kết hợp với một thiết bị đo ở ngoài xa. Khi bạn sử dụng ở những diện tích đo xa khoảng độ 50m, bán kính 50m thì cái adapter này các bạn thì dùng adapter là sử dụng điện 220V, bạn cắm 220V và đầu này thì bạn sẽ cắm ở đây để sử dụng khi trong trường hợp bạn không muốn sử dụng pin hoặc sử dụng pin sạc để có thể sạc vào pin. Đấy, bạn cắm vào đây. Máy thì sử dụng đơn giản. Tôi hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng. Bật nguồn lên. Khi mà bật lên thì máy sẽ kêu. Nếu như máy mà kêu thì là máy vẫn chưa được cân bằng và cho phép, tại vì máy có thể hoạt động ở độ nghiêng 3 độ, tức là nó tự động cân bằng ở trong khoảng độ nghiêng 3 độ. Nếu mà quá 3 độ thì máy sẽ kêu. Đấy, kêu quá như này máy sẽ kêu. Còn trong trường hợp mà khi bạn không định, bạn chưa định hình được thì bạn hãy nhìn ở trên cái bọt nước trên này, bạn chỉnh tất cả các chân sao cho bọt nước nó về đúng trung tâm. Đấy, như hiện tại là đã được rồi. Đây tôi hướng dẫn bạn sử dụng, đây là tia V, tia đứng. Bạn bấm. Một là tia đứng. Máy sẽ thẳng đứng từ trên xuống dưới. Thứ hai là tia ngang. Đấy. Bạn nhìn rất là vuông góc với nhau, rất là thuận tiện cho oplat và bạn đánh thăng bằng. Lần bật tiếp theo. Thì chữ V này bạn bật tia vuông thứ hai. Tia vuông thứ ba thì bạn bấm đây. Đấy, 4 lần thì trên cái máy đó. Đây, bạn có thể nhìn này. Tôi thử quay đây. Cái máy nháy này. Dừng lại đi. Thấy chưa? Đây với cái việc mà sử dụng cái nút này thì khi bạn sử dụng 5 tia, đây các bạn thì nhìn vào tường. Quay 5 tia này, quay vòng tròn đều là 5 tia. Và trên máy có một cái thiết bị gọi là vi chỉnh 360 độ. Bạn có thể sử dụng cái này quay để chỉnh vi chỉnh. Vi chỉnh. Các bạn chú ý là khi mà sử dụng mà cái việc mà mang vác đi hoặc cho vào hộp và vận chuyển trên đường đi thì bạn nên bật ở chế độ tắt để cho khóa lại quả lắc trong này, sẽ đảm bảo máy an toàn. Chúng tôi tặng kèm với một chân máy ra vào bếp 2, các bạn thể dùng để lắp đánh thăng bằng những vị trí cao. Đấy, ví dụ đây. Đó. Và đánh những vị trí cao hơn, chú ý bạn lắp chặt và phải quay đây rất cao. Khi quay bạn khóa đây này. Đấy, các bạn phải hạ xuống quay lên. Bạn tháo ra. Chân máy gập gọn lại. Cho vào túi. Được, chân máy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.